Hello everyone. So welcome back to Speak English with Me YouTube channel. My name is Phương Anh. Welcome all. So hôm nay cũng là cái ngày Phương Anh làm cái video của phần số 3 cũng như là phần cuối cùng trong cái series phỏng vấn việc làm interview, job interview for third officer. Let's get into it, guys. All right. So question 32. Câu số 32, how do you carry out testing, inspecting live boat weekly? Answer question 32, during weekly testing and inspection, I check live boat holes, tools, reflective tape, parts, and equipment on the lifeboat steering. And then engine testing should be more than 3 minutes. They also must be moved from their stow positions for demonstrations or testing. Answer 32, during weekly testing, trong quá trình testing and inspection, mà mỗi tuần á, I check live boat holes, tôi xem thân tàu, tools, reflective tape, băng dán phản quang, parts, những cái bộ phận, and equipment, dụng cụ on the live boat, and live boat steering, tay lái tàu, engine testing, thử máy, should be more than hơn 3 minutes, 3 phút, they also must be, là phải được, must be, là bị động, must be moved, di chuyển from stow positions, là cái vị trí được giữ, vị trí mà cất giữ, for demonstrations, testing. Questions number 33, how do you carry out FFE inspection weekly? Hay là how do you carry out firefighting equipment inspection weekly? Answer question number 33. I carry out testing, or I carry out weekly testing by visually inspect all firefighting equipment, such as fire extinguisher, fireman suits, EEDB, nó là Emergency Escape Breathing Device, thiết bị thoát hiểm sự cố. Emergency Escape Breathing, breathe là thở, device. Emergency là sự cố, escape là trốn ra, thoát ra. SCBA, Self-Contained Breathing Apparatus. Self-Contained Breathing Apparatus là cái bình thở. I must also ensure full FFE inventory. I must also ensure full FFE inventory. Hay là firefighting equipment inventory. Inventory tức là mình phải có đầy đủ những dụng cụ trên tàu á. Expiration, ngày hạn tốt, ngày hết hạn á, ngày mà hạn sử dụng của các cái hạn sử dụng của các dụng cụ phải là tốt. And damage, hay là có những cái bị hư hỏng gì không. Question number 34, how do you perform weekly inspections of firemen outfits and SCBA, self-contained breathing apparatus? How do you perform weekly inspection of firemen outfits and SCBA, self-contained breathing apparatus? Answer questions number 34. Visually checked all firemen outfits. Fire jacket, cap là cái mũ, fire jacket là áo, gloves, găng tay, pants, quần, boots là giày ủng, and SCBA bottles to ensure no breakage, leakage, missing items.
an SCBA bottle, cái chai SCBA bình thở, to ensure, bảo đảm no breakage, không có bị rách ra, leakage, rò rỉ, missing item, hay là bị thất thoát, mất mát đi những cái phần bộ phận của nó. If the pressure in SCBA bottle is lower than 200 millibar, they need to be refilled. If the pressure, nếu cái áp lực, áp suất in SCBA bottle is lower, thấp hơn 200 millibar, they need to be refilled. Là chúng cần được bơm lại. Question number 35. How are spare charges for portable extinguishers carry on board? How are spare charges? Là những cái bình chữa cháy dự trữ. For portable extinguisher, những cái bình xịt chữa cháy, carry on board. Answer question number 35. Spare charges shall be provided for 100% of the first 10 extinguishers. Spare charges shall be provided for là những cái chai bình chữa cháy dự trữ phải cung cấp đầy đủ 100% đầy cho các bình xịt chữa cháy, cho first, cho 10 cái bình xịt đầu tiên, và and 50% of the remaining, 50% of the remaining là 50% đầy thôi for những cái bình còn lại, fire extinguishers capable là có khả năng of being recharged, là có khả năng được làm đầy on board trên tàu. And not more than 60 total spare charges are required. Question number 36. What is abandoned ship alarm on board? What is abandoned ship alarm on board? Answer question 36. Abandoned ship alarm is 7 shorts and 1 long blast on ship whistle, là cái còi tàu, and internal alarm system, là cái hệ thống báo chuông báo động ở trên tàu. Abandoned ship alarm is cái chuông báo động bỏ tàu á, rồi bỏ rời tàu, gồm 7 cái short, 7 cái tiếng còi ngắn và một tiếng còi dài, one long blast on ship whistle, là sử dụng cái còi tàu, and internal alarm system. Question number 37. How often does lifeboat, rescue boat launch it and maneuver in the water? How often? Là thường xuyên như thế. Answer question number 37. They should be launched hiện tại, present launch, past launch it, and operated in water every 3 months, mỗi 3 tháng. Question number 38. Do you know, anh có biết, when to renew lifeboat fall wire? Questions number 38 answer. The conditions of fall wires should be inspected during drills with tests, certifications, confirmation, tensile strength. The conditions of fall wires should be inspected. Nên phải được kiểm tra trong cái buổi luyện tập with test certification, những cái test mà để kiểm định, giám định á, confirming tensile strength là cái sức co giãn của nó, cái sức mạnh của nó, should be marked with date of entry into service, là cái fall wire should be marked with date of entry into service. Entry into service là cái ngày mà được đưa vào làm việc, cái ngày mà được đem vào sử dụng, là cái dây ấy phải được đóng cái dấu vào cái của cái ngày đó. Must be renewed after 5 years, cần phải được renew sau 5 năm, or earlier when necessary, hay là sớm hơn khi mà cần thiết, due to deterioration là cái sự hao mòn, cái sự hư hại. Must be renewed after 5 years or earlier
when necessary due to deterioration. Question 39. What does squat mean? Show formula. Squat có nghĩa là gì? Show formula, cái công thức tính squat. Answer 39. Reductions. Squat is reductions under keel clearance caused by ship's movement through water. Reduction là cái sự giảm, under keel clearance là cái khoảng trống ở dưới tàu, ở dưới đáy tàu gây ra bởi sự movement, cái sự di chuyển của tàu trong nước. Reductions under keel clearance caused by ship movement through water. And so breadth directly proportional là tỷ lệ thuận, directly proportional tỷ lệ thuận with squat. So doubling breadth mean double squat, tức là mình tăng hai lần cái bề rộng, bề ngang của tàu thì sẽ cái squat nó sẽ tăng lên cũng hai lần. Speed is also directly proportional but with two times, factor of two. So doubling speed will quadruple squat. Tăng 2 lần vận tốc sẽ tăng 4 lần cái squat. Squat là lún thân tàu. And then squat can be double when meeting another ship. Khi mà when there's another ships in the water, so squat could increase by double. And the squat formula. We have block coefficient. Block coefficient là hệ số đầy thể tích tàu. Large block hole. Large block hole là with CB had block coefficient greater than 0.7. And then we have fine block hole with CB smaller than 0.7. And then for open water, công thức cái formula for open water ngoài biển khơi thì we have squat equal block coefficient times speed through water to the second power. So we got squat equal block coefficients times speed through water to the power of 2 divided by 100. And the unit is meter. And then for confined water. For confined waters, trong luồng hẹp hay kinh đào, squat max is equal block coefficients times speed through water to the second power divided by 50. And also units is meter. 40. What does UKC mean? What does under keel clearance mean? Oh, UKC is under keel clearance. It's a vertical distance between the deepest underwater point of ship's hull and the water bottom or ground. Vertical distance là cái chiều, cái khoảng trống, mà khoảng trống từ thẳng lên như vậy chứ không phải là khoảng trống ngang như thế này. Khoảng trống ngang như thế này là horizontal, phải khoảng trống mà lên như thế này là vertical distance between the deepest underwater point of ship's hull, là cái thân tàu, cái điểm mà sâu nhất của thân tàu ở dưới nước, từ cái điểm sâu nhất của thân tàu ở dưới nước, and the water bottom or ground là cái đáy của nước. Okay, so the clearance should be sufficient là đủ to allow, cho phép ship's floatability hay là floatability. Float là nổi, floatability cái khả năng nổi, in most unfavorable. Most là so sánh nhất, là in most so sánh nhất, unfavorable. Favorable là cái điều mình muốn, unfavorable là cái điều mình không muốn hay cái điều mình không có được ưa thích. Thì nó là trong cái điều kiện nước thủy triều, nước xấu, and meteorological là thời tiết, cái điều kiện thời tiết xấu. Unfavorable mình phải nói xấu, xấu nhất. Alright, questions number 41. What factors affect UKC? Những yếu tố nào ảnh hưởng UKC? What factors affect UKC?
Answer question 41. Static draft uncertainties. Static là cái sự tĩnh lặng. Draft mớ nước. Uncertainties, uncertainty. Đọc nhanh nhé. Uncertainties, uncertainties, uncertainties. Là những cái sự thay đổi. Certainty, certainty là những cái điều chắc chắn, những cái điều có thể xảy ra mà chắc ăn xảy ra. Còn uncertainty là những cái điều biến đổi, thay đổi, yếu tố thay đổi, biến đổi. Water density, tỷ trọng nước. Water density, density. Ship squat, độ sâu nước. Dynamic hill, dynamic hill. Wave response allowance, wave response allowance. Cái tài liệu này á, là nó chỉ cho Phương Anh có về tiếng Anh, tiếng Việt, nhưng mà cái chỗ này á, Phương Anh hiểu wave response là cái phản hồi của sóng, cái sóng đổ ngược lại. Allowance là cái việc cho phép, mà Phương Anh không biết dịch ra tiếng Việt là như thế nào, cho nên Phương Anh để trống. Question number 42, how to calculate UKC? How to calculate UKC? Answer, UKC equal open parentheses A plus B close parentheses minus open parentheses B plus C plus E in parentheses. So in this case, A is the depth on the chart. Depth on the chart, tức là cái độ sâu ở trên hải đồ. Chart depth, based on chart depth. B is current draft. C, squat. D is tide. E is water density. Cái mở ngoặc đóng ngoặc là parentheses. Parentheses. Okay, so what, question number 43, what does flag B mean? And ở đây Phương Anh có một cái bảng Phương Anh lấy ở trên internet, in Google xuống. Flag B means, flag B means I am taken in or discharging or carrying dangerous goods. Dangerous goods là những cái hàng nguy hiểm. I am taken in, taken in là lên hàng. Hay lấy vô, discharging là xuống hàng, or carrying thì đang chở. Question number 44, flag H. Flag H means I have pilots on board. I have pilots on board. Cái này dễ nha, flag H. Các bạn nhớ cái chữ H là chữ cái đầu của hoa tiêu. Học mẹo dễ nhớ. And then flag Q in Quebec. Flag Q in Quebec is an initial of quarantine. So nó có liên quan tới những cái bệnh dịch. So it means my vessel is healthy. My vessel is healthy and I request free practique. Question number 46. What do you do during port watch or cargo watch? Anh làm gì trong cái quá trình canh gác ở cảng và canh gác làm cargo? Answer 46. I will assist chief officer with cargo ballast loading, discharging. I will assist. Hỗ trợ chief officer with cargo ballast loading and discharge. Loading là lên hàng, discharging là xuống hàng, thả hàng. Hàng với lại ballast. Number 2, follow gangway watch procedures. Tuân theo làm theo cái gangway thang mạn. Canh gác thang mạn. And regular, thường xuyên patrolling tuần tra around the ship to ensure the safe security. Record, number 3, record all ballast and cargo loading, discharging activities. Visitors into deck watch logbook.
So record ghi chép lại all ballast and cargo loading, discharging, những cái hoạt động activities là những người nên visitors, những người ta lên tàu, into deck watch logbook và nhật ký trên boong. Question number 47, how many type of exchange bao nhiêu loại exchange ballast are there on board? Exchange ballast là thay nước trong thay nước rắn á. Có bao nhiêu loại thay nước nước thay nước rắn? Are there on board? 47 answer. Number 1 sequential. Sequential. In this method, the ballast tanks are empty until the ballast pumps lose suction, and then the tanks are further stripped by educt systems. Sequential là liên tiếp hay là theo theo thứ tự, theo liên tiếp, liên tục, tiếp tục, liên tục hay là theo chuỗi. Sequential. In this method, trong cái phương pháp này, the ballast tanks get ballast are empty. Empty là bị được hút ra sạch sẽ, làm trống. Until the ballast pump, cho tới khi nào cái bơm ballast lose là mất hết cái suction, là cái sức hút. And then the tank are further, và sau đó cái get are further là làm tiếp nữa, strip, tức là bị vét cạn nữa, by educt system, bằng cái hệ thống bơm phụt. This followed by taking fresh ballast into the tank. Và cái việc này sẽ được tiếp tục bằng cái việc mà lấy fresh ballast là sạch, cái ballast sạch, ballast mới, into the tank. Strip further, cái chữ strip á bạn, strip nó là giống như là mình kéo ra, lấy ra, hay là nếu mà nó là đi lột đồ ai á, strip, hay là gọi stripper, mấy người stripper là nó lột hết quần áo đúng không? Thì ở đây mình hiểu cái strip further tức là đi xa hơn, strip far hơn tức là vét sạch luôn. Then number 2, phương pháp số 2, follow through method. Follow through method. In this method, water is pumped into the tank and to allow it to overflow through the air vent or dedicated overflow vents. Flow through method là phương pháp mà cho nó chảy qua. Thì in this method, trong cái phương pháp này, water is pumped, nước được bơm into the tank vào két, and to allow, cho phép nó tràn qua, through the air vent, qua cái lỗ thông khí, or dedicated overflow vent. Three times volume of the tank is to be pumped through to get 95% efficiency of exchange. Three times volume, 3 lần, gấp 3 lần cái thể tích of the tank của cái két, is to be pumped through, phải được bơm qua cái két á, để mà có thể lấy được 95% efficiency of a chain đổi. And method number 3, dilution method. Dilution là làm loãng ra. The tank has two openings, hai cái lỗ hổng. The tank has two openings. Water is pumped in from one opening and flow out, và chảy ra through the other. Questions 49. Which logbook does third mate need to know? Logbook nhật ký nào mà phó ba cần phải biết? Answer: third mate needs to know deck logbook, bell logbook, official logbook, compass error logbook, radar logbook, GPS logbook, GMDSS logbook. All right, questions. The last questions. How? Question 50. Last questions. How's bell logbook used? How's bell logbook used? Được sử dụng như thế nào á? It is used to record. Nó được sử dụng để ghi chép lại. Number 1, ship
ship's data, draft, date, time, port, locations, position. Những cái thông tin về tàu, mặt nước, ngày, tháng, port, cảng, location, địa điểm hay là vị trí. Number two, time of trial and testing main engine hay là equipment. Number three, pilot's name, time and place, embark and disembark. Pilot name, tên, giờ và thời điểm, giờ, thời gian và địa điểm, lên tàu và xuống tàu, embark and disembark. Number four, engine movement by telegraph, ahead, astern. Number five, mooring sequences, first line, last line, all line, let go, all line, last, all line, fast, tug line. Number six, additional specific information can be indicated by specific port of authority or company. Additional specific information là những cái thông tin cụ thể thêm. Nếu mà có thể, nếu mà nó bị có thể được chỉ định bởi những cái cảng địa phương hay là cái của những công ty ấy, thì mình sẽ bỏ thêm. Và cái câu hỏi vừa rồi cũng cho Phương Anh xin kết thúc cái video phần số 3 phỏng vấn việc làm cho khóa 3 nhé. Phương Anh cũng xin chúc mọi người một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và đầy sức khỏe, thành công trong mọi nẻo đường, trong mọi cuộc phỏng vấn. Và Phương Anh cũng xin hẹn gặp lại các bạn trong video đợt sau. Phương Anh cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của Phương Anh và đừng quên đăng ký, like, share and subscribe to the channel. I love you all. I'll see you in the next video. Bye.